Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Rất là vui tiếp tục bài nói của mình về âm thanh bốn quay. Thì âm thanh bốn quay là đã nói hai bài trước rồi. Các bạn chưa xem thì các bạn có thể truy cập lại kênh Đi Audio ở kênh YouTube, thì các bạn có thể xem lại hai bài trước nha. Tại bài này Lộc sẽ nói tới phần dây rồi các bạn nha. Rồi bây giờ để ra âm thanh bốn quay thì mình phải kết nối được vô từ mixer, mình đổ xuống hệ thống DBX và mình sẽ cho ra là 8 đường. Vậy thì 8 đường như vậy tức là âm thanh stereo, nó mỗi một âm một đường ra nó sử dụng left right, các bạn ví dụ như 1 2 là một cái trep đi. 3 4 là một cái full đi. Như vậy thì cụ thể như vậy thì mình phải có 4 đường left và 4 đường right thì tổng cộng là 8 đường. Vậy thì trên cái con DBX Rubber Rack 260 mình nó chỉ có là 6 out thôi. Thì bây giờ Lộc sẽ thiết kế thêm một con nữa các bạn nha. Update thêm một con nữa thì mình sử dụng cách phương pháp này là mình sử dụng hai con. Thì lúc này hai con này nó cho mình sử dụng ra được tới 12 đường ra các bạn nha, rất là rộng rãi để cho mình làm. Ở đây 4 quay thì mình sẽ được là 8 đường. 1 2 3 4 5 6. Rồi. Còn cái này là bỏ nha, 7 8 ở trên đây. Còn hai cái 4 này là không sử dụng. Còn nếu các bạn sử dụng thêm nữa, các bạn có thể sử dụng cái này làm monitor nữa. Hoặc các bạn sử dụng thêm cái gì nữa các bạn thoải mái luôn. Nếu mình sử dụng cái này thì rất là nhiều rồi. Ok. Rồi bây giờ mặc định như thế này, Lộc sử dụng ở đây là con dưới đây. Mình sẽ xích nấp con này thành con mid low, 1 2 là mid low. Rồi, 3 4 là mình sẽ làm thành là mid, tức là low full đó các bạn. Còn 5 6 mình sử dụng thành là trap các bạn nha. Rồi, con trên đây mình sử dụng số 1 2 mình làm sub. Ok các bạn nha. Rồi bây giờ Lộc sẽ đấu dây như thế nào nha. Rồi thì bây giờ thông thường mixer mình có 4 ngã ra thì mình đấu rất là dễ. Ví dụ như các bạn đấu 2 out này, các bạn đưa xuống một cái con rubber rack. Hai ao này các bạn đưa tiếp con rubber rack tiếp theo. Còn ở đây thì không có thì mình có thể hàng như thế này. Ở đây Lộc có thể là hàng đầu chung như thế này các bạn sẽ lên. Một cái đầu ra của thằng này nó sẽ ra được hai đầu hoặc ba đầu. Nhưng mà cái phương pháp này các bạn hạn chế sử dụng nha. Ví dụ như mình sử dụng khoảng hai đầu tối đa thôi. Tại vì theo nguyên tắc, ví dụ như các bạn thấy mà thác nước đi, nó đổ xuống những cái filter, tức là filter là khi mà một cái tín hiệu nó đi xuống á, nó không mỗi một cái trụ ra ở đây, một cái trạm này nó sẽ có những cái con tổng trở transistor, nó sẽ cân bằng cái đường ra của nó. Nhưng mà mình sử dụng mình chế nhiều quá, mình lấy tín hiệu đây thì mixer của bạn nó sẽ bị yếu dần, nên mình xài tầm hai cái thôi các bạn nha. Thì ở đây Lộc hàng ba con để sử dụng âm thanh, không phải cho những cái ống dây, cho những cái âm thanh khác karaoke mình chế được, nhưng mà khi âm thanh chuyên nghiệp thì mình đừng nên chế nhiều, thì mình có thể là làm hai cây thôi, hoặc là mình sử dụng một cái cuộn in khác. Ví dụ như các bạn thấy đèn á, thì tại sao người ta có in và out đèn, mỗi một cổng ra rồi thì mỗi một cổng ra như vậy nó sẽ tích một con điện trở cân bằng hệ thống hết, nó không có bị nhiễu, và thứ hai nữa là nó không có bị vấn đề giảm tín hiệu của nó xuống. Đó là nguyên lý như vậy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lấy dây này mình đấu xuống. Bây giờ mình sẽ đấu kênh left thì mình sẽ đấu một kênh số 1 bên đây các bạn nha. Quay về bên đây nha. Rồi cứ tương tự như vậy, đầu ra left đúng không các bạn, thì các bạn sẽ đấu vào đây, một ở đây, một ở đây luôn, nó bằng nhau. Mình đấu ở đây thôi. Đây, hai con. Xong, con này bỏ ha. Mình ra tới ba đường. Rồi cái này là chế các bạn nha, các bạn có thể là chế giống vậy hai cũng được, hoặc các bạn làm thêm cái gì khác cũng ok. Rồi tiếp tục. Left or right bên đây. Bên đây mình right thì bên đây ok. Các bạn nhớ cấm đúng đường nha, right thì ở đây mình hai con luôn. Đây, mình bỏ cái này ra. Rồi, tiếp theo. Mình sử dụng hai đầu. Mình cũng vậy, mình kết nối vào là cái bên đây, channel 2 các bạn ha. Thì như vậy là mình sẽ kết nối được hai con cùng một lúc. Vậy thôi. Xong. Rồi bây giờ phần còn lại là mình kết nối tín hiệu từ đây out của con này vào in của máy mình. Các bạn. Rồi bây giờ mình sử dụng dây cái nông bình thường. Còn hồi nãy mình quy định nó như thế nào thì mình tích tấp thôi. Hồi nãy mình quy định là cái con dưới đây số 1, 2 á là mid low, thì bây giờ các bạn cứ gắm vào mid low thôi. Đây, 1, 2 thì ở đây Lộc sử dụng 1 thôi. Mid low thì mình sử dụng dây màu nào các bạn? Dùng dây màu nâu đúng không? Ok, màu nâu thì gắm màu nâu. Rồi, tiếp theo 3, 4 mình sử dụng cho low full. Full thì ở đây hồi nãy Lộc đi cái dây các bạn thấy lo full, hồi nãy là mình đi dây màu đỏ, đỏ trắng đúng không? Thì mình cắm vào đây số 4. À, các bạn đắm vào 3-4 đúng không? Thì mình cắm vào số 3-4 đây. 3-4 đây nè. Rồi tiếp
số 3, chứ mà phải số 3. Đang cắm kênh 3 thì cắm ở đây số 3. Rồi, tiếp tục. Rồi, bây giờ mình sẽ đi trap nè. Trap mình đi là 56. Thì 56 ở đây. Tiếp tục. Hồi nãy mình trap là mình gắn cái channel 1 đúng không các bạn? Thì bên đây là mình nó có số 1 ha. Đây, channel 1 này, cắm vào đây. Rồi, các bạn thấy đơn giản. Ví dụ như là số 1 là mid low. Số 3 là lo full, còn số 5 là mình sử dụng lo trap. Còn ví dụ các bạn sử dụng stereo thì các bạn ba đường này tương tự, cũng này là mid low của bên trái. Rồi này là full của bên trái, chỗ này là cũng là trap bên trái các bạn nha. Thì giờ Lộc sử dụng có một kênh một hoặc một đường thôi thì Lộc bỏ mấy cộng này bớt. Rồi, tiếp tục. Bây giờ sub thì mình ở đây mình sử dụng kênh số 1 của con kênh sub ở đây. Ok, rồi bây giờ sub mình sử dụng con này. À, rồi đây, ok, vô đây sub. Vô. Ok. Rồi, như thế này là mình đã hoàn tất được việc đấu dây cho hệ thống thành 4 quay. Rất là đơn giản đúng không nào? Rồi, chỉ vài bước đơn giản như vậy thôi thì các bạn đã biết được cách để đấu dây như thế nào. Đôi khi á, những cái gì mà đơn giản nhỏ nhoi mà mình không biết, hoặc mình cũng không có thể mà mình hiểu được nó, thì mình kết nối rất là phức tạp và mình tưởng như là nó khó lắm, nhưng mà thực sự đối với các bạn xem video là xong, các bạn thấy đấu dây hoàn toàn là đơn giản đúng không nào. Thì đó là những gì là muốn chia sẻ trong cái bài âm thanh bốn quay, và hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo. Các bạn sẽ biết được thông số loa như thế nào để mình cắt được giải tần số loa mọi loa này cho con DBX 260 nó hoạt động ok nhất. Đó là bài tiếp theo các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye. 1, 2, 3, 4